Ồ, sao vậy mấy cháu? Ước gì chúng cháu cao lớn hơn. À, một ly sữa sáng, thêm một buổi trưa, ly nữa mới vừa trước khi ngủ sớm. Dinh dưỡng đầy đủ, hạnh phúc tối đa. Một ly làm chẳng bao nhiêu, ba ly tương lai nên tầm vóc cao.